Em xin chào tất cả anh chị em buổi tối ngày 27 hai anh em. Tối nay thì thực sự hồi nãy giờ em bán đồ lâu đồng anh em cho ù tái rồi. Bây giờ mới tranh thủ làm một video này cho anh em. Đồ đắt á, giá tiền của áo mùa đông anh em. Thì số điện thoại em đều ghim trên màn hình. Anh em chịu khó ưng cái nào alo liền giùm em ha. Anh em mà muốn mua hàng của bên em á, thì chịu khó trực mỗi tối. Có ba hiệp mấy bữa nay thì hầu hết hàng cũng hết hàng hàng đẹp rồi. Em phục vụ anh em hết nhưng mà có nào anh em chốt cái đấy nha. Tối nay là lên áo M, áo phi lốt này. Nhưng mà khách mới mua lần Rồi, đầu chốt rồi là em xin cọc 50 ngàn đó. Anh em đồng ý thì mình vào cuộc nha nhé. Chứ còn chốt xong rồi mất công cả đôi bên. Chốt xong mới bảo là cọc thì không mua là không được nha. em nghe anh Đồng ơi. ý thì ta chốt, còn không đồng ý thôi. Đây là một con tàu hạm mùa đông hàng chuẩn cấp phát anh em. Con này Dạ. là size medium. Medium là anh em 70 kg Dạ thôi. không anh ạ. Nếu anh em bon chen chỉ có 72 thôi anh Đó em. là giờ Dài áo của em nó là vừa ghim á. 66. Để Phi lốt coi được tàu tên này hàm về nha, chất còn. vải kháng lửa chứ không phải chống cháy. Anh em cứ dùng từ chống cháy nhưng mà thực sự nó chống cháy với Dạ nhưng mà ý là chờ em được tên mua này về một cái còn có nghĩa không nó anh? khác chứ không phải chống cháy là đốt không cháy đâu. Rồi con này đang còn độ mới cao, xanh đều màu, khi mà nó gặp lửa là con áo này đỏ lên. Nó tiếp xúc với lửa hoặc là ra chiến trường rồi khi tiếp xúc với lửa là con áo này có những con tại sao nó tệ vậy? Màu nó đỏ như lửa vì nó đã tiếp xúc rồi, độ mới của nó không có được nhiều nữa phải không anh em? Nhưng con này vẫn xanh đều màu. Ok. Mấy cái chỗ này là miếng dán của nó này anh em, miếng dán cờ tem bằng đầy đủ dán lên cho nó oách. Rồi cái bo của nó này, bo vẫn còn vip nha. Khi nào con 100% chưa có sử dụng thì cái lớp lông này không có bị đổ nha anh em. Lớp lông của nó khi sử dụng nó đổ lông như thế này nhưng mà lông này anh em chỉ có phất như vậy là xong. Nhưng mà em để không có phất đâu, không có mã, không có treo, không có làm gì hết, không có làm ảo thuật gì hết. Có sao bán về anh em cảm thấy đồng ý chốt nha. Con này đồ mới của nó thì em cho là 97% đấy. Cái đầu khóa là Secoville. Đầu khóa Secoville của thằng M65 nha. Đó. Nó là xi đồng đen thôi. Em bật vào cho anh em xem này. Em là chỉ có 55 kg. Con này là size medium chỉ được 70 kg. À, 70 kg anh em bon chen được 72, 73. Rồi, bao đẹp cho anh em chuẩn cấp phát nha. Ai chốt con này bán 2 triệu rưỡi mã 74. Con này 98%, anh em biết không? Lông này chưa có độ nhưng mà con này độ mới của nó cũng là xem đó. Nó gần như mới rồi đó. Con này mà ấy là em bán 4 triệu rưỡi đó. Rồi, ai vừa chốt cho em nha. Hàng này thì thực sự em còn nhiều em bán nhiều chứ cũng không có nhiều nữa đâu bà con ơi. Hàng em không có nhiều để bán đâu. Đó. Tiếp nữa nha anh em. Con này dây keo đồng. Thực sự bữa nay là hàng bắt đầu cháy. Small Rayler là 60 tới 70 kg, cao 1m7 đến 1m74, đời 71. Hàng chuẩn cấp phát nha anh em. Tem thì không có được mới cho lắm nữa. Đấy. Dây kéo đồng ha. Cái đầu vào của dây kéo này anh em nhìn kỹ giùm em ha. Con này được 95%, 95, 96 nữa thôi. Vết gỡ tem này ở đây có một vết dơ. Dơ anh em nhìn thấy không? Vết dơ nhẹ nhẹ ha. Cổ của nó là cổ đuôi cá, ở trong có mũ nha anh em. Có mũ ở trong ha. Ở đây là có một vết gì đây này à, vết xanh xanh này. Vết gì á? Rồi, mình qua ống tay nha nhé. Ống tay thì ngon lành, cành đào. Có vết gấp nha, anh em dòm vết gấp giùm em này. Nhưng mà con này ở sau cái bả vai của con này này. Trên cái bả vai của nó thì lại có một vết dơ nguyên cái bả vai này. Anh em nhìn trong thấy không? Nguyên cái bả vai này dơ nha. Đó. Ống tay ngon lành ha. Nhưng mà chỗ này cũng có một chút dơ, chất vải ngang và lì vải nha anh em. Dơ ở đây này. Chất vải ngang và lì vải. Con này thì không xấu mà cũng không có đẹp. Nói chung là nó nằm trung trung.
Đây một vết dơ, hai vết dơ này. Dây kéo xe cơ view của thằng dây khóa của thằng pilot tàu hàm lúc nãy đấy. Rồi, ok, vết in lúc có nha anh em. Báo cáo hồi nãy em có nói con này 60-70kg và cao 1m7-1m74 nhé. Đồ mới con này là 95, cho 95% cho nó lẻ. Size này là size hiếm, size small ha. Ai chốt con này 1.9.000 mã 73. Với một con này 98% đồ mới, dây keo đồng em bán 8 triệu con này á. Nhưng mà con này đồ mới nó như thế này thì em bán 1.9.000 mã 73. Anh em cảm thấy ưng rồi anh em chốt nha. Em bận con áo này nữa. Anh em mà em còn có mấy con này thôi này. Con này là con lợn. Con lợn anh em nhìn thấy không? Con này là cái thùng 3D mà hôm rồi em có bán rất là nhiều cho anh em, 250 một cái. Nhưng mà em còn lại có mấy con size M. Em thấy cái hình đằng trước này đẹp, em quay đằng trước ra đằng sau. Trời ơi, như vậy luôn. Anh em nào mà thích con lợn này thì chốt giùm em nha. Em xài 6 năm. Đó, 6 năm đâu. Hồi đó giờ là 9 năm. 9 năm. Đi Thái bao nhiêu năm là em bận con áo này bấy nhiêu năm. Nhưng mà em bận không hề phai màu, bữa nào em bận con màu nâu, màu luốc cho anh em xem. Cực đỉnh luôn. Hôm rồi mà những cái hình con đại bàng em hay bận sát nách rồi này. Thì em chốt hết rồi, em chỉ cất lại cho mình có mấy con nữa thôi. Thì là chất liệu của nó thì ok, number one luôn. Nó là thun của Nhật nhưng mà Thái gia công. Thun ống nha, thun của Mỹ, anh em thấy những con áo thun Mỹ nó đều nó ống nó may liền cái đường này, không có một đường may nào hết. Nó là cũng vậy nha anh em. Cho nên con này thì tuyệt vời ông mặt trời. Anh em mà có mua thì size M từ 50-60kg thôi. Em 55kg thì em bận con này này. Nhưng mà bận ngược cái cổ cho nên nó hơi xiết xiết cái cổ. Mùa đông mà mình bận ngược như vậy nó lại ấm cổ không anh em. Thì ai chốt con này thì chốt cho em 200.000 thì em sẽ biết đường chốt cho anh em nha. Rồi tiếp tục một con M sau lâm. Em có những con M sau lâm sa mạc này. Sa mạc đá nha. Hàng này là cực hiếm, sa mạc đá, sa mạc áo cọp trắng, cọp lửa, rồi bịt kích. Em có mấy con đó, nhưng mà bây giờ em lên con này trước. Em cho anh em khè, anh em phát con cọp này. Đây, M65 cọp này. Không? Em thấy không? M65 cọp. Còn con này là pilot cọp. Pilot á. Pilot nó là thuộc đời 68, 69. Nó con nào mà ở trên con áo này này, ở trên của nó có một cái tem mà có cái lá này này, gọi là thủy quân lục chiến, mà có cái lá này là nó thuộc về cái đời của thằng 88 hoặc 89. Còn cọp mà những cọp vu vơ thì ta không nói nha. Rồi vào cuộc, con này là dây kéo đồng nha anh em. M65 con này size medium short. Dòng này là không có hải hàng cấp phát của quân đội rồi. Con này chỉ có cái tem này thôi nhá. Không có cái tem nào của quân đội hết. Rồi, ta cứ chơi thời trang đi. Con này em đo chiều dài. Dài của nó là 75 là short đúng không? Chất vải kaki nha bà con. Nó 4 túi như M65 bình thường rồi thôi. Nói chung là nó của dân dụng. Thì của quân đội nó khác. Con này nó có 2 chấm dơ này. Đây nữa ha. Nói chung con này thì đều màu. Chỉ có cái là có mấy vết dơ này. Anh em có tình hình có ổn thì anh em chốt nha. Dơ. Con này em bán là 1.500.000 mã 61. Còn thực sự con này mà hàng cấp phát, anh em biết con này bao nhiêu triệu không? Đây, vê tay vê tiếp nha anh em. Rằng sau rất là đều màu. Con này nằm 95% trở lên. Thân đồng, cổ đồng, dây kéo đồng á. Size medium thì 70-80kg nhưng mà cao dưới 1m7 nha anh em. 1m60-1m7. Dài áo có 75 à. Không? Dây kéo của nó này. Dòng dây kéo này nhá. Rồi. Ok, ai thích độc không đụng hàng, chốt con M65 sa mạc đá này giùm em. 1.500.000 mã 61. Nó là của dân dụng, không phải quân đội nha em.
Nói chung mắc in nước nào thì em mua khít không có biết luôn. Chỉ biết là một con mồi số 5 này tem của nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. Size medium short, size này là size tiếng Anh á. Medium short là tiếng Anh của đồ lính Mỹ á. Nhưng mà con nó không có tên mắc in gì hết cho nên em chỉ nói căn cứ theo cái tem. Rồi tiếp một con này hải quân. Pilot hải quân. Size small, con này là bụng 80-82. Nguyên cái lô hôm rồi mà em bán mà nó bị lỗi á thì con này em đã sao còn hai con à hay là mới về đây không biết. Con này mùa đông nhá. Anh em mùa đông mà bẩn là ấm cực ấm luôn. Trong một lớp nỉ này. Hải quân không phải không quân anh em, dây kéo đâu. Không. Dây kéo của nó này. Con này là em chỉ review lại cho anh em thôi chứ anh em bữa hôm chốt của em là mấy chục con rồi. Cho nên bữa nay là còn sót hai con này. Con này bụng 80 và căng hết cỡ là 82, dài là 102. 102. Con này để em coi có đời không nào. Con này đời của nó là 78. Đời 78. Cái lô này là cực mới nhưng mà nó bị một vài cái bị nhiễm cho nên em bị lỗ tét vì cái này. Cái này gọi là nhắc đến là một vết thương. Nhưng mà con này nó bị lỗi ở chỗ nào em chưa thấy luôn á. Nó bị dơ, bị lỗi ở đâu đây. Nó chỉ ố một chút đây này. Vàng vàng anh em nhìn thấy không? Nó chỉ ố một chút đấy thôi nha. Vết ố ở đâu nữa ta? Đây. Ngay cái phần mông của nó này anh em nhìn thấy vàng vàng đây đi lên ha. Cái thường hàng mà tồn kho á. Em các anh sao em không biết, các số khác em không biết nhưng mà chính bản thân em những con nào mà em thấy mới mà mới kẹn ít hoặc nhiều nó lại bị cái vết ố này. Như cái vết như kiểu là nó nằm ở trong cái kho mà lâu ngày nước nó ngấm vào nó rỉ rè rỉ chất nước nó đọng một cái vết vàng vàng như vậy. Cho nên em cho nó là nó bị rò rỉ nước. Rồi còn quần thì mới 100%, chưa có sử dụng. 2,5 triệu mã 65. Em có hai con em lên anh em luôn nha. Ai chốt thì tranh thủ chốt, không mùa đông về không có. Em có ba con chứ. Ba bốn con gì đâu biết. Đây, tiếp con này cùng một size, cùng một số đo. Con này em bán có 2 triệu. Thông thường con này em bán là bao nhiêu? Anh em 3,5 triệu phải không? Nhưng mà nó mới kẽn luôn nhưng mà con mới lắm. Đây, cùng một đời, cùng một size nhưng mà nó bị rè rỉ một chút xíu là em phải bị lỗ đó. Em mua eBay mà giờ về đây. Anh em nhìn thấy cái vết vàng này nó nhiều hơn. Không? Mới cứng luôn. Nhưng mà nó bị vàng như vậy. Không biết giặt ra hay không thì em chưa có xử, chưa có đụng. Đó, nó bị như vậy này. Con này em chỉ bán có 2 triệu thôi. Bán 2 triệu nha, mới cứng luôn. Thật sự là em mua đắt lắm bây giờ phải chịu. Ba con. Ai chốt được thì chốt luôn. Cho nó xong đời nó. Dây kéo của nó này. Dây kéo vít luôn á. Con này thì bị ở đâu? Con này chưa nhìn thấy ở đâu hết á. Con này mà 2,5 triệu thì chắc là bị chốc chốc thôi. Thầm tệ em nói em like như vậy em nhìn cái vết dơ của nó cũng không thấy chứ đừng có nói là đi tìm anh em về bệnh mà người khác nhìn thấy. Con này giờ tạm thời không biết ở đâu nha, mắt nhìn mắt thường nhìn không thấy luôn này. Giờ nó dơ ở đâu? Đây. Đây, anh em nhìn thấy không? Đây chỉ có cái vết này, chỗ này xanh đều, chỗ này có vàng hơn một chút xíu rồi. Đấy. Không biết có chỗ nào nữa không nhưng mà tạm thời không có nhìn thấy. Đó, bán rớt đi 1 triệu luôn. Em bán 2,5 triệu nha anh em. 2,5 triệu. Mã 62. Con này anh em nào mà chốt là ok này. Vì nó cứ cho anh cái đường sóng này nó vàng hơn một chút đi. Nó đậm hơn một chút không có sao, người ta tưởng là điểm nhấn. Rồi, 2,5 triệu mã 62 nha anh em. Có một con quần này, quần short Navy Seal này. Con này đúng là quần dài nhá. Quần dài anh em ạ. Nhưng mà nó bị lỗi, người ta cắt gấp lên thành sọt á. Bây giờ em đo này.
quần chuẩn 16 thứ hộp có bảo mông bụng 92. Đẹp nhá, vải caro đẹp. Túi hộp nha anh em, người ta lên like rồi. Con này em bán là 500.000 mã 63. 500.000 mã 63. Tiếp con này của Mỹ hướng đào sinh nha anh em. Quần của Mỹ á, của hướng đào sinh 6 thứ hộp, quần rin của nó như vậy nha. À, con này đúng ra ở dưới có một cái quần ống quần nữa. Nó cài bằng dây kéo ở đây, khi nào mà xài quần sọt thì xài, còn không xài thì chơi quần dài. Nhưng mà nó mất rồi. Chất vải cơ kỳ 6 thứ hộp bụng 74. Rồi, bụng 74. Ở cái sau mông của nó hình như có một cái đường bệt trắng trắng này. Có hai cái bệt trắng trắng, anh em để ý nha. Trước khi mua phải nhìn kỹ giùm em này, chứ đừng vội vàng vàng tới khi về nhận hàng rồi bảo là hai cái bệt này không có là mất công coi lại video ấy. Rồi, ok. Ở đây có một chấm trắng trắng nhẹ nhẹ mấy cái góc cạnh, có nghĩa là mấy góc cạnh này có đồ đồi mồi rồi đó, cái kiểu già giờ covid nám ấy. Rồi 300.000 mã 64, con này ta cho là 93% đi cho lẻ nha. 300.000 mã 64. Tiếp một con mờ sau lâm dây kéo đồng. Dây kéo đồng nha bà con. Con này là size small short. Size này cực đỉnh và đẹp nha. Size nhỏ hiếm cho nên là đắt ạ. Con này là đời của nó đâu rồi? Đời nó đi du lịch ở đâu? Ở đây có thấy đời riết gì đâu. Con này không có đời. Rồi, báo cáo anh em, con này không có đời. Dây kéo vuông ha. Màu này là màu hanh. Màu hanh. Em đo dài áo của nó là 75. Chất vải ngang và lì vải nha anh em. Ngang và lì vải màu hanh này nó sáng đẹp lắm này. Con này đều màu và đẹp ấy. Cái đầu vào ok nha. Dây trên, dây dưới. Dây dưới mất tiêu, dây trên thì còn. Nói chung con này cái màu và cái đồ mới của nó đều. Ở trên này thì nó có vết gỡ tem thế này. Thì anh em mua con này nếu như không xử lý được cái vết keo này thì may dùm em một cái tem tròn hoặc cái tem chữ V là nó che lại cái khuyết điểm ha. Còn cái V tay này ngon lành cành đào nhá. Đằng sau đều. Rồi, con này là phải nói tương đối, nói tuyệt đối thì không đúng, tương đối đẹp. Dây kéo Secoview. Đó, hàng cấp phát nha. Dây kéo Secoview này là nói chung là hàng của Mỹ. Dây kéo này là hàng của Mỹ. Tức là được cái ráp đầu dây kéo đó là được sự đồng ý của hàng quân đội. Nhưng mà con này lại không có năm. Không có năm. Màu hanh nha bà con. Con này em cho là 96%. 96%. 60 đến 70 kg và cao từ 1m6 đến 1m7, dài áo thì em cũng đã báo anh em rồi á. Nói chung con này không xấu không đẹp. Ai ít tiền chơi con này là khỏi phải bàn nữa. Đây là cái vết keo này, nằm ngay cái vai này, mình dán một cái tem chữ V vào đây. Không? Hoặc là may một cái cờ vào đây. Ok. Rồi, ai chốt con này 3.5 triệu mã 72. Con này là hồi nãy em có nói anh em rồi đó. Đẹp em bán 8 triệu. Rồi tiếp một con pilot trực thăng nữa nha anh em. Pilot trực thăng. Con này là dây kéo VIP nha, hàng chuẩn cao quân đội nha. Hai cái tem này, tem trên tem dưới. Size medium long. Mã 11 thôi chốt rồi. Medium long nha anh em. Con này chỉ được 70 kg thôi. Chốt mất rồi anh ạ. 70 kg, con này đời 89. Đời 89. Alo, anh, nghe không anh? 70 kg thôi nhưng em bon chen chỉ được 72, nhưng con này long là cực hiếm. Vì thông thường anh em tìm long rất là khó với một con trực thăng dài 70. Ai cần chiều dài nên mua con này, cần chiều dài nhá. Thông thường áo pilot chỉ được 60 mấy thôi, con này 70. Trực thăng kháng lửa nha anh em. Con này là cái chất vải mà bữa hôm em bán áo bay multicam, áo bay rần ri kháng lửa đồ bộ á. Là nó nha, chất kháng lửa của nó này. Anh em thấy mấy cái con trên nó có cái mai cổ này không? Nó cũng có đó. Con này đều nha. Con này đều ha anh em. Cái ống tay này
đẹp. Nói chung con này đẹp nha, bon còn ngon lành như cành đào luôn anh em, ngon lành luôn ha, không có dấu hiệu bị bay bo hoặc là bị giãn gì hết. Con này là phải 96 cứng ngắc, đồ mới là 96 cứng ngắc. Chỉ có ống tay của nó cũng hơi ấy một chút. Dài áo 70 này, dài áo 70 em báo cáo anh em Philip, dài này là hết đắt, không có dài hơn được nữa. Thì anh em mà căn cái chiều cao của con này mà muốn cao dài hơn nữa không bao giờ có. Vì Philip nó chỉ ngắn thôi. Rồi 70kg, đúng 70kg, con này không có bon chen gì nữa, không có bon chen 72, 73 gì nữa, 70kg, 70kg trở lại. Chốt cho em 2.1 triệu mã 68. 2.1 triệu mã 68, anh em mà có tuổi á, thích đơn giản, khi cần một con áo mùa đông, con này 3 lớp mùa đông anh em, thì anh em nên bận những con một màu xanh như vậy, đơn điệu. Nó phù hợp với tuổi, vừa mình tự tin, vừa được chơi đồ lính. Ok. Rồi, ai chốt cho em nhá. Tiếp em lên một con M65 nữa này. Dây kéo đồng. Đồng này là cổ đuôi cá nha. Nó là size small roller. Size này càng nhỏ nữa. Size nhỏ nhất, nhưng mà nếu mà nó small, short thì anh em là hết cửa của cái size nhỏ luôn. Nhưng nó là X-Mon Railer. Thì X-Mon là 50-60kg và Railer là cao 1m7-1m74. Anh em để ý dùm em báo chiều cao và số ký nha. 60-70kg, à quên, 50-60kg và cao 1m7-1m74. Còn ai mà không có vừa số ký này thì đừng có chốt. Con này là đời 80, tem còn mới kẽn nha. Trong này là chất vải caro này. Chất vải caro nha anh em. Caro á là cái con áo túi chéo mà các hộ đồ lính hay bận á, áo túi chéo. Nó là đời có loại caro, có loại búp linh. Con này nhá. Em đo chiều dài này. Dài áo của nó là 78. Con này hơi bị đỉnh nha. 50-60kg. Con này là em bận là vừa luôn. Cái đầu vào này em là 55kg nha. Dây trên này, dây dưới ok. Con này chất vải của nó rất là lì, dày. Không phải ngang vải mà lì và dày vải. Lưu ý dùm em, lưu ý dùm em nha anh em. Con này thực sự rất là xanh, nhưng mà lại có một cái vết gấp. Có một cái vết gấp. Áo thì xanh nhìn như kiểu là 97% á, nhưng mà nó có vết gấp thì ta lại phải tụt phần trăm. Nhưng mà ở sau này anh em nhìn cái vết lưng ở sau này, có một cái gì trắng trắng nhẹ nhẹ đây này, đúng không? Anh em nhìn thấy có vết trắng trắng, hơi trắng trắng không? Rất là nhẹ thôi, cái này không có thể cho là cái lỗi được. Như kiểu mình gấp cái áo, anh em nhìn trong có thấy không? Em muốn anh em phải nhìn tận mắt và rõ ràng ha. Ok, qua ống tay này cũng vậy, chỉ có cái vết gấp làm cho con áo tụt phần trăm thôi. Thực sự con áo rất là đẹp, rất là đẹp nha. Đấy, cái đầu khóa của nó nha nhé. Đầu khóa của nó như thế này, giống con cào cào luôn á. Em thấy trong này có chữ US Army nè. US Army nha nhé. Bây giờ em bận vào anh em xem này. Bằng em bận vừa. Có cái là chiều cao em không có vừa. Chiều cao là ai cao 1m7 là đẹp. Đúng đẹp luôn. Nó là X-Mon Railer phải không? Cao 1m7 là đúng đẹp. Nhưng số ký là bằng em là ok. Rồi nhưng mà vậy nó cũng đẹp phải không? Em đâu phải cao 1m7 đâu. Em cao 1m58 mà thấy cái con em bẩn sao mà thấy ngon lành vậy ta. Xanh, ô liu, đẹp, tuyệt vời. Chốt chùm em 4 triệu mã 71. Em nói thiệt anh em nào có cái size nhỏ như vậy nên chốt ngay này. Với cái màu này nó đẹp lắm. Màu đẹp, áo cũng đẹp. Mà giá tầm tiền này chỉ được có một nửa thôi. Nếu như vết gấp này không có, nó chỉ cần mới hơn một nhích nữa thôi. Đằng sau này không có cái trắng trắng một chút siêu này, em quất con này lên 8 triệu cho anh em xem.
em không quất con này mới là lạ đó. Cái tem của nó mới kẹn như thế này, đúng không? Chỉ có cái là cái vết gấp này làm em phải xuống giá. Nhưng mà em cao có 1m58 mà sao con áo này bẩn. Con này dài có 78 à. Vẫn ngon lành ha. Ai chốt chốt giùm em đi nhé. 4 triệu mà 71. Vô tư luôn. Với chiều cao của nó như vậy thì chơi luôn. Có một con này mới kẹn luôn. Úi dồi, cái dàn tem của em này. Dàn tem rin nè. Con này mới kẹn nha anh em. Pilot trực thăng tàu hàm. À, pilot tàu hàm, trực thăng còn tàu hàm. Hàng mới kẹn này. Sẽ có view nha anh em. Con này mới kẹn nha, đâu có kẹn đâu. Con này ở trong nó còn xù lông rồi. Nó có xù lông rồi nhưng mà con này rất là mới đấy. Rất là mới á. Với cái màu của nó đang còn rất là mới. Con này dài áo dài áo có 63 à. Dài áo 63. Con này lại size small. Small anh em chỉ được 60kg thôi. 60kg. Nó là đời 89. Đời 89 nha. Con này đẹp tuyệt vời anh em ạ. Nếu như ở trong này mà không có bị độ lông là em nói con này 98% rồi á. Từ cái tem này cho tới cái áo bên ngoài rất là mới luôn. Nhưng mà con này bị độ một ít lông rồi. Độ một ít lông rồi. Bo ngon lành nha. Bo ngon lành nha nhé. Sau trước đều đẹp hết. Anh em nhìn thấy đẹp không? Đẹp lắm thôi. Không có một cái gì hết. Đây có cái lông này nó hơi xù xù lên một chút xíu thôi. Ha. Ngon lành thiệt á. Đẹp. Thầm tế cái cổ này này. Thầm tế cái cổ này anh em nhìn không thấy có một cái vết đất gì nó đã sử dụng nó để lại luôn. Đẹp cái đó. Nếu như con này không đổ lông là con này em cho 8% luôn á. 60kg. Em 55kg này. Bẩn vừa xít luôn. Anh em lên 60kg nữa là không lắc được luôn. Hết lắc. Nói đúng 60kg thôi nha. Còn mà lên 62 không chơi đâu. Mùa đông. Con này áo mùa đông. Em rin một cái bằng này bữa hôm em người ta em bán cho một ông anh à ông chú ông em mà còn ba người còn dẫn em bảo là dẫn em lâu lắm rồi anh mua pilot của em mà em không có để cho anh đi chốt cho người ta vậy đó mà em quên anh em thông cảm nha đừng có chấp em nha thì giờ bán hàng mà giờ em cứ phải tập trung để like bán cho anh em đã ngu rồi chưa nói là phải lo hết việc này việc kia còn phải nhớ là ai dặn nữa thì thôi cho em xin. Em xin luôn á. Rồi con này bao hàng chuẩn cấp phát cho tàu hạm Mỹ nha anh em. Ai chốt con này chốt giùm em 4,7 mã 69. 4,7 mã 69. Một cái tem này là 300.000 rồi này. Này 100 là 400 này. Cái mấy cái con của Philot, tem Philot không có rẻ như cái bộ binh mà em bán cho anh em đâu nha. Tem Philot anh em tin một bộ tem. Tin cái dàn tem của nó là mấy triệu không? Cái dàn tem á. Rồi, ai chốt chốt giùm em à. Em lên một con M65 này. Quần. Có con mồi duy nhất à. Dây kéo đồng. Dây kéo đồng nha bà con. Nó là hai tem. Tem này small long. Simulon nha. Hơi dài một chút. Ai có chiều cao dài một chút chốt con này nha. Đời 78. Tem còn mới kẹn này. Màu nó màu ngà chứ không phải là màu vàng như vậy đâu nha nhé. Tem màu ngà. Nó là màu trắng và màu ngà ngà. Rồi bụng của nó là bụng. Bụng này là bụng bao nhiêu ta? Căng hết cỡ là 80. Nhỏ một chút thoải mái là 78. Có đai đôn 6 túi hộp. M65 thì đều có túi hộp hết. Dài 112 ạ. Bây giờ em review nha. Chất vải của nó này anh em dòm cái tấm vải của nó ngang và lì vải không? Không. Rất là đẹp. Con này là bữa nay em sell cho anh em luôn này. Bán giá sell cho anh em luôn này. Mới 98%. Nói 98% nha.
nhưng mà em cho tụt lại phần trăm 97 thôi, nhưng mà nó mới nha. Anh em nhìn thấy có cái vết gì gấp chân không? Không có luôn. Đúng là nó 98 nhưng mà em cho 97 nha. Rồi chốt cho em 4 triệu mã 60. Em sell á. Anh em biết con này bữa hôm em bán bao nhiêu nè. Em sell nha. 4 triệu mã 60. Tiếp một con nữa. M65 ạ. Đuôi cá nha anh em. Con này là màu hanh chứ không phải là màu olive. Nhưng mà mất bá cái tem rồi. Tem trên mất, tem dưới thì đang còn. Cái cổ nó hơi đỏ mà nó dơ nha anh em. Cổ nó dơ này. À, nó dơ rồi á. Em đo chiều dài con áo nha. Dài áo là 87. 87 là nó long rồi đó. Tức là một người này phải cao, với điều kiện là cao 1m74 trở lên á. Rồi. Bây giờ review con áo này. Ở ngay cái vết tà túi của nó bị dơ một chút nha anh em. Ở dưới này cũng bị dơ này. Chất vải này không phải vải ngang, nhưng mà chất vải dày, lì vải. Đó, đây vết dơ nha. Đây vết dơ này. Cái đầu dây kéo ngon lành nha anh em. Dây trên dây dưới đầy đủ hết à. Cái này ống tay của nó hơi dơ. Ống tay của nó ở đây hơi dơ. Ở đây cái phần này dơ nha, em nhìn thấy không ạ? Đấy, vết gấp cũng dơ nha. Vết này thì vết dơ đất, nhưng mà không có vết ngăn sông. Có nghĩa là có nghĩa là cái vết gấp này không có cái vết gấp này, này không vết bị gấp mà nó ngăn cách giữa hai này này. Cái này gọi là vết dơ, chưa có phải là vết gấp. Anh em phân biệt được vậy không ạ? Khi mà ở đây nó có một cái vết bạc hơn á, thì nó ngăn cách giữa hai này, ta kêu là vết gấp. Nên này không có phải nha. Nó chỉ bị dơ. Con này nói chung là con này cũng đang là mới đấy. Còn ở cái vai của nó này, vai này bị dính dơ. Con này báo cáo là dính dơ nha. Anh em nhìn kỹ giùm em vết dơ này. 1, 2, 3, 4, 5 vết dơ. Nhưng mà dơ đất. Rồi mình qua coi bên này nha anh em. Bên này thì ống tay như con lợn. Anh em dòm này. Thằng này là nó dơ mà thôi. Đó, ống tay này. Nó dơ mà thôi chứ không có củ áo. Gọi là dơ. Dơ này thì em nhìn thì vết dơ nó cũng dễ. Chứ không có cứng đầu ha. Không có phải là vết cứng đầu, nhưng mà màu con áo này đang còn mới lắm á. Ở ngay cái túi này, thằng này bỏ cái gì vào trong nó dính ra đây này này. À, dây kéo xe có view nha anh em. Đây, dơ đây nữa nha. Có mấy vết dơ lăn tăn ở bên tay phải. Dơ này. Dơ này. À, dây kéo xe có view nha anh em. Ok. Rồi, bây giờ ta nói số ký này. Cao là 1m74 trở lên rồi đó. Bây giờ coi số ký con này là bao nhiêu. Con này màu cổ úa đẹp quá ha. Màu cổ úa, màu nó sáng rực lên luôn á, màu hanh ấy. Rồi small long. Ai 60 đến 70 kg, cao 1m74 trở lên, 1m74 đến 1m88 mấy nữa là nó chỉ có vậy thôi. Thì chốt con này giùm em nha. Đồ mới thì giờ không biết sao mà trả lời ta. Ông tay này, anh em nhìn thấy có cái vết ngăn nào không? Không hề có. Chỉ có vết dơ thôi. Bây giờ phần trăm là giao cho anh em ấy. Con này em bán 1.6 triệu, mã 67. Trời ơi, dây kéo nhôm 1.6 triệu. Có khi nào em viết nhầm không trời? Anh em biết không? Dây kéo đồng đắt nhất là giá của nó 8 triệu. Dây kéo nhôm đắt nhất có thể 18 đến 20 triệu. Nhưng mà con này dây kéo nhôm nó chỉ bị dơ. Có cái tội lon mà cho con này còn bèo hơn con thằng dây đồng. Có 1.6 triệu à? Mã 67. Nó bị oan không anh em? Anh em nào mà có chiều cao quất ngay con này giùm em đi. Thực sự con này là một cái con là em nói cái thơm nhất của cái line này. Dây nhôm, đời dây nhôm là nó, cái giá của nó là ngút trời. Mà giờ bán con này nó tụt dưới đáy luôn. Vậy nó con nó là cái lộc của cái line này luôn rồi đó.
Rồi một con này cuối cùng nha nhé. Con này đuôi cá này. Tiếp một con dây nhôm, con này thì độ mới không cao nữa. Mất tem trên và tem dưới. Tem dưới là tem to này. Tem to này là anh em cứ chốt cho em là đời sau 7. Túi trắng này. Không, túi trắng nha. Con này màu hanh thôi, không phải là màu ô liu nữa. Giá áo của nó là 80 nha anh em. 80. Cái con mà thông thường anh em mua M65 mà anh em gặp cái nút mà nút bóng á. Nút bóng mà hôm rồi em hay nói anh em nút bóng của cái thằng Cúc Nổi á. Áo túi chéo mà Cúc Nổi á. Con này chơi cúc bóng luôn này. Không. Nhìn cái nút của nó bóng choang. Rồi. Cái thân này thì chất vải của nó là vải ngang. Vải ngang lì vải nha anh em. Nói chung con này đúng ra là màu ô liu. Nó xuống màu. Cái thằng đời 67 khi nào màu xanh của nó là giữ màu rất là lâu. Nó xanh ô liu, xanh ngát nha. Nhưng mà con này nó rớt màu. Tức là phần trăm nó theo thời gian nó xuống màu rồi. Cho nên nó ra cái màu màu hanh này. Cái vết in nút này. Ở ngay cái thân này thì có mấy cái chấm trắng dơ nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà không có át được cái màu của con áo. Làm cho con áo xuống đâu. Tức là mấy cái vết dơ này nó không át cái áo. Cái màu xanh của con áo vẫn cứ nổi trội. Ở đây dơ nữa nha anh em. Đẹp. Nói chung là con này nhìn vẫn đang còn ngon lành cành đào. Cái đầu vào dây trên dây dưới. Dây dưới mất tiêu rồi. Còn cái dây trên thôi. Một con cuối cùng nha anh em. Ống tay này. Ống tay dơ. 2-3 vết dơ. Con này thì chắc chắn phải có chữ A rồi. A này nha. V này nha. Vết gấp này. Cái dòng mà đời 67 này thì chất vải, chất liệu của nó cực đỉnh luôn. Nói về chất liệu của nó thì em không phải nói lại nha. Ở sau mông nó bị lủng một lỗ tăm nha nhé. Ở sau vai ở bên tay phải có một vết dơ nhẹ nhẹ này. Rồi qua ống tay nha. Chữ A bên này chơi mất lỗ lỗ bằng hạt gạo á. Nó lủng một lỗ bằng hạt gạo nha. Bị dơ. Nói chung là ống tay này dơ. Anh em nhìn cái vết dơ này. Đó, nguyên cái chỗ này là nó bị dơ hết nha. Nói cái áo mà tính nói tới cái chành luôn á. Cái vết in nút nha anh em. Ok, dây kéo xe có view ha. Rồi con này mất 3 cái đầu rồi, bể rồi. Cái đầu này mai em bao em sẽ thay một khoan em không nói bao nha. Để em coi cái giá của nó là giá 2,5 triệu. Rồi ok. Mai em sẽ bao thay đầu cho anh em nha. Em sẽ thay cái đầu khác cho anh em. Cho ngon lành. Áo này giờ ta cho phần trăm bao nhiêu được trời? 93%. Nó là chuẩn là màu ô liu nhưng nó xuống màu anh em ạ. Đời chuẩn đời 67 hàng cấp phát nha. Em nhìn qua cái tem mà nói chung là cái này là gọi là bệnh nghề nghiệp thôi. Chứ còn anh em nói tem đâu, đời đâu mà nói đời 67. Rồi ok, ai vừa và ưng con này khoan. Hồi nãy em đo chiều dài cho ta. Con này là medium. Medium. Medium Railer 60-70kg. Cao 1m7-1m74. Mất tem nha. Nhưng mà em đo áo là em khẳng định như vậy. Ai chốt con này thì chốt giùm em là 2,5 triệu. Mã 70. Đời 67 nha anh em. Anh em mua em góp ý nha. Bây giờ anh em mua một con này. Tuy là nó mất tem thì không có ăn nói với bà con được vào khi khoe. Khoe anh em tao có một con áo đời 67 này không. Nhưng mà tem đâu? Tem giờ trình ra thì chưa có. Nhưng mà thời gian anh em mua một con áo nào mà đời 67 nó cũ á, anh em đăng ký em đi. Rồi một ngày nào đó em khui đồ thì nhiều mà. Em sẽ có những con áo bị lỗi, bị lủng, bị rách. Em sẽ gỡ tem và biếu tặng hoặc là bán gì tính sau. Là may vào không. Nói chung là mình cứ rập khuôn với nhau này. To nhỏ. Nhưng mà em không có làm. Em chỉ bán cho anh em đồng ý mua như thế này thì mua.
Bữa nào em thì khui M65 rất là nhiều. Này là anh em mua cái là em bán tem, bán hoặc là hay là tặng hay cho gì đó, tùy con áo, tùy con áo để gỡ, để mà nói. Cái là lúc đó mình ráp rập vào là có một con tem, ok không? Mấy cái vụ này thì em nghĩ là rất là đơn giản mà. Rồi, nói gì nhiều anh em chốt giùm em nha. Nói cho khô cả họng mà bán con áo có 2,5 triệu này. Em cảm ơn tất cả anh chị em. Nếu mà em kịp em sẽ lên tiếp hiệp 1, hiệp 2, hiệp 3. Mà không kịp thì ta tạm dừng ở đây. Ngày mai ta hẹn gặp lại tiếp nha nhé.